Thanh tra Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Lâm Đồng vừa phối hợp với Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an tỉnh Lâm Đồng kiểm tra đột xuất doanh nghiệp tư nhân Yên Tâm, xã Tân Thành, huyện Đức Trọng khi đang tiến hành sản xuất sản phẩm phân hữu cơ không giấy phép, không nhãn mác, không đủ điều kiện sản xuất, đồng thời gây ô nhiễm môi trường và nhiều sai phạm khác. Tại thời điểm kiểm tra, ông Trần Văn Yên, giám đốc doanh nghiệp tư nhân Yên Tâm, chỉ xuất trình được duy nhất là giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và giấy xác nhận thay đổi nội dung kinh doanh. Trong đó, ngành nghề kinh doanh của doanh nghiệp trên giấy đăng ký là sản xuất phân bón, phân vi sinh, phân hữu cơ, NPK. Tuy nhiên, doanh nghiệp hoàn toàn không có giấy phép sản xuất phân bón do Cục Trồng trọt, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn cấp. Ngoài chưa có giấy phép sản xuất phân bón, không có giấy hợp quy sản phẩm, đoàn kiểm tra nhận định cơ sở sản xuất với trang thiết bị, hồ sơ chưa đủ điều kiện, chưa có hệ thống xử lý nước thải, gây ô nhiễm môi trường và nhiều sai phạm khác. Thanh tra Sở Nông nghiệp cũng xác định sản phẩm phân hữu cơ doanh nghiệp sản xuất không nhãn mác, phân thành phẩm chủ yếu được chứa trong vỏ bao thức ăn chăn nuôi. Kiểm đếm sơ bộ, lượng phân còn tồn kho doanh nghiệp chưa tiêu thụ kịp lên khoảng 300 tấn. Riêng số lượng phân tiêu thụ ngoài thị trường từ đầu năm đến nay, ông Yên thừa nhận đã bán trên 400 tấn và hẹn cung cấp hóa đơn chứng từ có liên quan cho đoàn kiểm tra vào ngày 8 tháng 11. Với các sai phạm trên, đoàn kiểm tra đã lập biên bản yêu cầu đình chỉ hoạt động sản xuất của doanh nghiệp. Đồng thời, 300 tấn phân bón tồn kho không đủ điều kiện lưu hành, đoàn yêu cầu ông Yên cam kết bảo quản tạm chờ cơ quan chức năng xử lý theo quy định. Được biết, doanh nghiệp tư nhân Yên Tâm 2 năm gần đây đã nhiều lần bị cơ quan chức năng kiểm tra, xử phạt, đồng thời yêu cầu đình chỉ vì chưa đủ giấy phép sản xuất phân bón. Trong đó, năm 2015, Thanh tra Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đã từng kiểm tra, lập biên bản đình chỉ. Tuy nhiên, doanh nghiệp này không chấp hành, vẫn tiếp tục hoạt động trong thời gian dài cho đến nay. Một buổi tuần tra của trạm bảo vệ rừng Phi Tô thuộc Ban Quản lý rừng phòng hộ Nam Bang, huyện Lâm Hà. Trong nhóm này, chúng tôi tình cờ được gặp anh Tân Khoa, người bị lâm tặc đánh trọng thương tại tiểu khu 243A, xã Phi Tô.